ta sẽ còn có bất ngờ hơn nữa ở cô gái này nha Nha Thu Nhi ơi. Nghe nói là em chưa có tập luyện môn kickboxing Muay Thái, nhưng em lại là một người đã tập luyện boxing. Vậy thì tại sao em lại quyết định tham gia với trận đấu này ở bộ môn Muay Thái? Lời đầu tiên cho Nha Thu Nhi gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang có mặt ở sân khấu ngày hôm nay. Thì ra là khi mà biết đối thủ của Chu Nhi đó là Kim Nhung, một cô gái có lợi thế, vừa cao mà còn vừa khỏe nữa, thì Chu Nhi cảm thấy rất là hồi hộp đến đây đứng tại đây chưa thi đấu, nhưng mà vẫn cảm thấy mình không có lợi thế một chút. Nhưng điều quan trọng là tất cả tập đoàn CLG đã tin tưởng Chu Nhi và mời Chu Nhi đến trận đấu đêm nay để gây quỹ dành cho những bệnh nhân ung thư. Cái điều đó là cái điều mà Chu Nhi thật sự rất là vui và hân hạnh để đứng ở đây. Bởi vì Chu Nhi có một người thân, rất thân, đang mắc một căn bệnh ung thư. Nói đến đây thì không biết sao cảm xúc đó. Nó đầy trong khổ luôn mọi người. Cảm ơn mọi người. Và điều quan trọng đêm ngày hôm nay Chu Nhi muốn dành cho mẹ của Chu Nhi đó là ngày mai là ngày 20 tháng 8 là ngày sinh nhật của mẹ Chu Nhi, và Chu Nhi muốn cái điều này sẽ là món quà sinh nhật lớn nhất dành cho mẹ của Chu Nhi. Và Chu Nhi có thể yêu cầu mọi người ở đây dành tặng một ca khúc dành cho mẹ Chu Nhi